mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi, về làm bà chủ quán cháo lòng luôn ha. Bạn, dạ. Rồi em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúng cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. À, rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy đó ha. À, em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ, đôi khi có tăng ca một xíu. À, lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. À. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chưa, được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow, vậy là to lắm à. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ bây giờ thì chỉ có một thôi, tại bây giờ khó khăn rồi chị. À dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi, về làm bà chủ quán cháo lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháo lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháo lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, okay. Dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Rồi sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi thôi, làm như bạn bên đây vậy. Bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cháo lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi nhớ đó. À, bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm, yêu cầu là cao hơn em một xíu, là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Là 1m66 chị ơi. Được. Được ha. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán cháo lòng mà bận đồ tất cả hết hả? Em bận thường thường, mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi. Áo thun với quần ngố à. Ờ. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. À, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Em biết theo thùa may giá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mày mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm nêm dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được rồi. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. Ủa rồi 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em mà về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháo lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Làm mà bán cháo lòng đẹp trai quá vậy ta. Thôi vậy rồi, rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháo lòng mà mặc hủ tiếu á. Thay thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mình có đi. Dạ chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À để cho nó bay bớt mùi trong lòng phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cháo lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết trơn. Hay là sinh nhật cổ đãi cổ với lòng. Đãi cháo lòng không? Để trên bàn hoa đủ thứ hoa, mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó. Tôi là ưng ý anh cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai hoa lắm á. Xem, xem. Chào anh. Chào em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng.
Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ừ. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Cũng man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng nhà khoe không ăn. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Cô cháo vốn có 2.000 bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây giờ lấy nhau về mà công việc anh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ anh yêu cầu em nghỉ việc luôn về, đang mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ đi đó chị, kinh doanh phòng trọ. Quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi. Cưới luôn đi. Được á. Về khuếch trương về xây nhà trọ, bán cho lòng ở nhà trọ luôn, ép ta ăn luôn. Hỏi về thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. Em xin chào mọi người ạ. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, hiền và không uống rượu, không hút thuốc mà chăm chỉ ạ. Nói gì em chị? Em trai đi. Nói với chị dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi chị luôn, nói đi chị luôn. Dạ mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành, rất là dễ thương. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm vậy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng quý hiếm. Kiếm một chàng trai trẻ như vậy mà chí thú làm ăn là hiện thời buổi này rất khó. Dạ. Rồi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Chào. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, thân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy. Tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi. Còn đâu không ở nhà không à. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa không? Em thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm được lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Có thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. Không có sau.
Xuất sắc. Được không? Được. Thơm không? Là thơm. Có mùi trao lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng lận tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á, hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm với một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. À, cái món quà mà tự tay em làm nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của Tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng? Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Mình đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua hai mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết á mọi người nói á là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em á thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc á thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu á thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay làm bà lầm bầm lắm. Một mình á mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi. Kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin. Và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết do đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Đồ ngáy to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, phải vậy mới được. Vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn, tương đối vừa người là được. Thì có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Dạ. Vậy trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn, bây giờ thấy sao dơ dữ biết không. Có ở dơ không à? Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. Mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý?
Dạ tài chính đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu là cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ như thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á, là một đâu còn người ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á, là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À có nghĩa là gặp cái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ được, nhìn cái được chứ nhìn cái thứ hai đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi ổn rồi, là ổn. À, dạ. Hai người này thế hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi sao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. Ừ. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương đó. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ổn đâu, không có ổn đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua trình nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì á, hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 giờ gần bạn nữ cho về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Mình là con cái, người nào thích trai con gái gì đó. Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, nữa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em. Là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn. Tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì. Thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ. Bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Như nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh.
Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mở ra coi gì, gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá với. Wow, đúng không nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để... Mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, nãy em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Lò quá. Bấm nó không vô. Quá lò. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Nhà đi. Nào rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi. Nó phải vậy chứ.